Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào âm t ở cuối từ. Trong tiếng Anh á, thì âm t ở cuối từ luôn luôn là âm không bật hơi. Và âm t từ thường không có được phát âm ra. Hoặc là nếu có thì cái âm t cũng rất là nhẹ. Và không được phát âm ra có nghĩa là môi và lưỡi của chúng ta đã được đặt sẵn ở cái vị trí để phát ra cái âm đó. Nhưng mà đến giữa chừng thì chúng ta không có phát ra âm đó nữa. Thì giống như là âm thanh bị nuốt đi một nửa vậy. Còn không bật hơi có nghĩa là khi mà chúng ta phát âm ra cái âm đó thì là không có luồng hơi nào được giải phóng ra. Do đó cái âm t ở trong tiếng Anh nó nghe giống như là khát hoặc là đạt, việt hoặc là tuyết. Khi mà mình phát âm cái chữ tuyết, tuyết mình không có cái t ở cuối từ. Và tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, có lúc đặc biệt là những cái lúc mà mình phải nối từ này với từ kia thì mình có thể phát âm cái âm t, nhưng mà phải nhớ là thật là nhẹ và hoàn toàn không có luồng hơi nào phát ra. Và sau đây là một vài ví dụ đối với âm t mỏng, nhẹ và không bật hơi ở cuối từ. Bạn có thể chọn hoặc là mình phát âm âm t thật là mỏng, nhẹ, hoặc là mình hoàn toàn nuốt luôn cái âm đó. Một ví dụ với mình phát âm mỏng nhẹ, chẳng hạn như là what's that, it's but, meat, yet, ate, cut, get, fit, sit. Còn bây giờ là với cái cách đọc mà hoàn toàn nuốt luôn cái âm. What, that, it, but, meat, yet, ate, cut, get, fit, and sit. Và có một cái điều mà bạn cần phải luôn nhớ, đó là cái âm t nó vẫn luôn luôn hiện diện. Dù là ngay phía sau đó mình thêm một cái âm, chẳng hạn như là what, that, it, meet, cut, get, sit, put, sports. Tạm dừng video và thực hành những từ này với âm t yếu. Và chỉ cần bạn nhớ những cái tên tiếng Việt như là đạt, việt hay là tuyết. Và nếu bạn phát âm đúng âm t yếu thì bạn sẽ không cảm thấy một luồng hơi phả vào tay lúc mà bạn phát âm và bạn đặt tay phía trước miệng như thế này. Và hãy chắc chắn rằng bạn không phát âm lẫn lộn giữa âm t và âm s. Cái từ get và cái từ guess đọc rất là khác nhau. Và cái từ cut và cái từ cuts, sit and sit đọc cũng rất là khác nhau. Thêm một điều nữa mà bạn cần phải lưu ý, đó là khi mà có cái âm s phía sau âm t thì cả hai âm đều cần phải được phát âm. Nhưng mà cái âm t nó sẽ yếu hơn và cái âm s nó sẽ mạnh hơn. Do đó mà khi bạn nghe get và guess đọc khác nhau. Cut và cuts, sit and sits nghe khác hẳn nhau. Và bây giờ thì tạm dừng video tại đây.